Xào tới xào luôn, nếu mà đau cuộc sống phải tập cái bài bài đầu lại, tại vì mình tập nó phải cho hết hẳn hiểu qua bài ông thầy cho mình, ông thu ngắn thời gian còn về phải tập cả năm. Có gì anh học tu 3 tháng 6 tháng về tập cả năm trời, cứ giống như thuốc á, tức là thuốc phải uống đủ đô nó hết bệnh thì đô nó một năm thì mới tập năm, xương 6 tháng lành phải tập 6 tháng, tập có đi học ông thầy cũng chỉ tháng thuộc bài này về bỏ luôn thì thu mẹ này. Tại vì cái đó mình theo theo cái tự thay đổi tế bào mình giúp nó cho nó nhanh thôi, chứ thì nó chắc chắn là lành hẳn. Mà tế bào thay thì nó có tuổi thọ nó, mình phải thay đúng tuổi thọ nó thì nó hết thôi. Có mỗi ngày tập hai mỗi lần bỏ bỏ được biết cố gắng lắm chứ thời gian cũng chặt chẽ lắm. Tối ngủ vô đi làm về tối tập là sáng ngủ thì sáng tập. Tại cái tuổi già mình là đa số thì hồi trẻ mình không có cái thường xuyên tập luyện thì nó quen, không có tập quen về già khó lắm. Ví dụ cái ông này từ trẻ giờ không biết tập thể dục ngày nào luôn, cái ông đó mới mệt. Còn ông già trẻ thì cứ già còn lâu lâu về quẹt quẹt chút hay là nó tập không tập được. Còn cái ông mà từ nhỏ từ trẻ tới già không có tập bao giờ hết, ù mấy ông đó thôi khó cứu lắm. Ông tập tập ông làm biếng lắm, sáng là ông ngủ lướt tới 9 giờ còn tập cái ông tập có mình tập có mình thì thôi, ông đó phải giống phải vô quân đội á, mà vô luyện từ sáng chiều ông mới chịu thôi, tức là ông phải vô nằm viện, tôi là vô nhà tôi nằm sáng tập kêu mà dậy tập, trưa thức dậy ăn cơm kêu mà tập, chiều mà tập thì ông mới hết. Còn ông ở nhà ông không có tôi ông mẹ phè phè thì khỏi, bây giờ hết bệnh nó không phải ý thức mà cái tự mình thắng mình không được, cứ đổ hô bài người ta chỉ bài đó mới cho anh, bài mới cho ông nè, bài bảo anh muốn lại cái bài chỉ tiếp cho anh. Cái bài nào giờ rồi có phần nào không học không có tập tiếp mà cũng tập tiếp với cái động tác đi chân á, chân nào đâu giờ rồi cũng là học tiếp mà thầy nói thôi ngưng đi. Ờ đó là anh múa lại cái bài cũ đó đi, tôi nói cho cái bài cũ xong rồi không giờ rồi cũng nhớ là học cái gì đó xong cái tiếp tục mà thầy không học tiếp nữa mà thầy nói bài này là phải không nè, bài đó là phải không đó, cái đó là đó bài đó là cái bài đứng xếp là giờ anh múa bài đó, bài đó nó cũng chữa anh tập là tập đều nè, bài một là vậy nè, múa lại nè, bung ra rồi lâm bài là bài mới, bài số bài mới gọn. Anh học gần 4 tháng anh mới có, ông nào học hơn anh mấy tháng đời đều cứ thả xuống chĩa xuống vậy nữa, anh cũng mới học bài này nè, so rồi kéo vô 2 rồi 3 số là số thắng là 4 5 là vậy 6 là vậy rồi nhón chân suốt là rồi 6 rồi thụt chỏ 7 thụt chỏ 7 rồi múc xuống 8 8 9 là lật ra rồi bung ra 10 đó, bữa tới đây này bài số 1 tới đây, bài tiếp nè, bây giờ tiếp nữa nha, lắc về mở clip mình tập nè, để tay vô trong đẩy ra lật ra úp dỗ hai bên dưới nách chui lên chỉa lên trời ôm đầu đẩy lên đẩy ngực ra lật ra bung ra là sao chấp tay bái Phật, đó là nguyên cái bài 1 nó tới đây là hết, anh thiếu phần 2 rồi thôi. Xỉa 1 2 3 4 xỉa. Rồi, chấp tay. Đó chấp tay thả xuống hết bài. Thực nói thiệt ấy, bây giờ nó không cần biết bệnh anh nặng hay nhẹ, anh cứ tức là anh cứ học giống như học học văn hóa, anh học tu suốt 2 năm hết rồi bệnh mới hết, như vậy đó cần gì mẹ gì, nó giống như là ngày nào có ông thầy ông kèm thì nếu mình có cái gì tập luyện suốt 2 năm thì không làm sao không khỏe, cái thằng không có tập luyện mẹ hết sao bằng cái thằng tập chắc chắn phải hơn. Ngày mà cứ tuần gặp ổng lần chỉ thì mình cũng hăng hăng chút, còn giờ vắng ổng năm đồ rồi bỏ mẹ hết rồi xong luôn, ở đây có nhiều ông vậy thì cái học chỗ đó thì mới khỏe, khi mình thấy mình tự động không có ông thầy thì mình buông tao ra, giống như tao
tao là cái phao mày ôm cái phao, giờ mày bơi được mày thả ra nhé. Thì chưa chưa bơi được thì ôm cái phao tập đi, giống như ôm tôi chỉ khi nào mà anh tự tập được mà anh thấy khỏe được thì anh buông tôi ra, phải có phương án vậy đi chứ. Chứ giờ sao giờ, tại mày lười biếng quá. Còn cái thằng mà xin nó học cái, nó giờ nó tập luôn năm được. Nó có nhiều thằng học không có ông thầy là anh bỏ mẹ này, về anh buông. Ông đi đó, ông đi thêm vòng tròn đó chứ. Những vòng tròn này của ổng ở nhà, ông phải mua cái vòng của ổng. Anh phải đi theo vòng tròn của anh, mà anh đi anh phải có hai cái, đi nhanh đi chậm nữa, chậm cực chậm mà nhanh cực nhanh, mà nhanh mà nó không có té là ngon, là tăng tốc thì cái hơi thở sẽ tăng. Mà chậm tốc tức là chậm, tức là lúc chậm là huyết áp thấp, lúc nhanh huyết áp cao, mà hai cái đó lên xuống đều là đều, là cơ thể nó điều chỉnh được, nhanh nó kéo xuống chậm, chậm nó kéo lên nhanh được, cả nó trên đi nó tự đi tiếp. Mà khi nó đi theo vòng tròn cái sức ly tâm á, nó hỗ trợ cái tốc độ máu. Còn anh đi đường thẳng không có sức ly tâm, để đi vòng tròn có cái sức ly tâm hất máu mình ra. Mà khi đi theo vòng tròn thì cuộc sống nó tự xoay như này, giống như cái đũa mà quấy cái ly cà phê thì lúc nào nó cũng thật, nó không có cái chất độc, nó không, nó lạc, nó xì ra được. Đó. Phải tập vậy. Cái bài hôm nay là bài số 10. Rồi bài thở, bài đi cầu, bài ngủ. Về coi hết, vậy anh cứ từ từ anh vô cái sổ tay diện từ từ. Cái clip có nữa mở anh coi. Anh phải thuộc. Đó thì nó mới xong. Còn anh